Chào các bạn đã đến với kênh Trải nghiệm vào bếp. Hôm nay mình làm món mứt thanh long để ăn với bánh mì sandwich. Món mứt thanh long sau khi làm xong thì mình thấy có cái vị ngọt nó vừa phải và có mùi thơm của sữa nữa. Bây giờ mình mời các bạn cùng tham khảo món mứt thanh long của mình nha. Mình có ghi các nguyên liệu phía bên dưới video, các bạn xem giùm mình nha. Ở đây mình có một trái thanh long, mình sẽ đi lọc vỏ và cân để xem được bao nhiêu nha. Mình cân được là 400g đó các bạn. Mình sẽ đi cắt nhỏ ra nha, để một lát nữa mình để vào máy xay sinh tố á. Bây giờ mình sẽ để vào máy xay sinh tố nha. Mình sẽ cho vào đây là 240ml sữa đặc có đường nha. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp lên nha các bạn. Sau khi sữa và thanh long đã trộn đều với nhau rồi á, thì mình sẽ để ở đây 30 phút để cho cái phần sữa nó thấm vô thanh long đó các bạn. Sau 30 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem thanh long đi sên nha. Mình sẽ nấu với mức lửa vừa nha. Bây giờ thanh long của mình nó sôi lên rồi nè. Mình sẽ mở nắp và sên luôn nha. Các bạn sên với cái mức lửa vừa nha. Mình sên được 35 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào một muỗng canh đường phèn. Mình sẽ khuấy đều lên cho đường phèn tan nha. Tiếp theo mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Nếu như các bạn thích mứt thanh long của mình có vị chua chua ngọt ngọt á, thì các bạn để nhiều nước cốt chanh nha. Còn đây mình không có thích chua lắm. Chủ yếu mình để nước cốt chanh cho cân bằng cái vị ngọt trong mứt thanh long thôi nha. Mình sẽ sên thêm 5 phút nữa nha.
Mình sên được 5 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mứt thanh long bắt đầu sệt lại rồi nè. Mình sẽ để bật lửa nhỏ nha. Tiếp theo mình sẽ cho vào 2 muỗng canh mật ong để tạo độ kết dính cho mứt của mình á. Các bạn nhớ cho mật ong sau khi mà mứt của mình đã sệt lại rồi nha. Mình sẽ tiếp tục sên thêm 5 phút nữa nha. Bây giờ thanh long của mình nó đã sệt lại rồi nè các bạn. Mình để lửa nhỏ nhất nha. Cái màu rất là đẹp luôn. Nhìn rất là dẻo luôn các bạn. Đó, nó sệt lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhấc xuống bếp nha. Mình sẽ để nguội và sau đó cho vào cái hũ thủy tinh nha. Mứt thanh long mình cho hết vào hũ rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Mứt thanh long mình đã để vào bánh mì sandwich rồi nè. Bây giờ mình sẽ trét ra cho nó rộng ra để mình sẽ thưởng thức thử xem sao nha. Cái màu rất là đẹp luôn các bạn. Và ăn thôi. Thì mình ăn với bánh mì sandwich mình thấy rất là ngon. Cái vị ngọt của nó vừa phải và có thơm mùi sữa nữa. Thì kẹp thế này các bạn ăn rất là ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.